cá này nhỏ nha, cái nhà cái hồ nhỏ nha, có chục ký. Mình thường mấy con cá bự ra rồi. Hạ chào cả chàng nha, thì hôm nay nhà mình kéo cá nha cả nhà, cho nên là sẵn đây cái mình quay cái clip mình chia sẻ luôn nha. Thì đây là cái mô hình nuôi cá mà dinh của mình, xong bên cạnh đó thì mình có thả một mớ cá dồ đếm nha, với còn một sót một mớ cá dồ của mấy vụ trước á. Và hôm nay thì có một ông khách nha, thì ông đặt mua cá mè dinh con về ông nuôi, không làm cái mô hình giống mình đó, thì bán cái giá nó cũng khá ok, cho nên mình quyết định là mình kéo cá mè dinh mình bán luôn nha. Quan trọng là bán giống thôi, bán giống cá mè dinh thôi, còn những cái con cá dồ với như cá dồ đếm đó, cá dồ thường, cá dồ đếm mình nha, thì Hải sẽ bán thịt nha, bán thịt cho một mối khác. Thì đây là cái công việc hàng năm nha cả nhà, thì đâu đó khoảng một năm thì mình sẽ quay lại mình kéo một diện cái nha đó. Cái này nhân công thì mình mướn chứ không phải là người ta kéo giùm đâu nha, lưới cũng mướn luôn nha, thì mình không có chuẩn bị gì hết, quan trọng là mình chỉ phụ sơ sơ thôi đó. Thì cái cảnh kéo cá này rất là vui nha cả nhà, không phải có tiền mà vui, mà cả con gái là mình thu hoạch coi cái ao mình nó có cái gì dưới nha. Thì mấy lần trước mình cũng kéo vậy thôi chứ chưa lần nào tác cạn nha. Và cái lần này mình quyết định là mình bắt hết cá luôn và mình tác cạn luôn nha. Nó mình nhờ mấy thằng bạn mình luôn, nào có xiệt vô xiệt luôn, bắt sạch hết, rồi mình thả một cái giống cá khác, mình làm cái mô hình khác, cái mô hình cá mè dinh nha. Tại cá mè dinh dù gì mình thấy nó cũng ok, phát triển ok tốt, nhưng con cái là mình không có thu hoạch cuốn, mình không phải là thu hoạch dứt điểm một lần một nha, cho nên dù gì nó cũng hơi khó khăn, cho nên Hải quyết định sẽ làm một cái mô hình chăn nuôi khác nha, hướng anh em mình qua một cái mô hình khác. Hy vọng là qua cái mô hình đó thì đặc biệt là những anh em nào mà có ao hầm mà bỏ không á thì làm giống Hải chơi nha, nhưng mà cho Hải giữ bí mật nha, tại vì cái mô hình này mình chưa có nói, mình chưa làm nên mình chưa nói. Rồi thì cả nhà xem Hải hôm nay bắt cá có gì vui nha. À, cả nhà thấy không, mới có kéo lưới tuốt ngoài xa thôi mà cá nó nhảy đùng 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 đùng, toàn là cá mà dinh nhảy không cả nhà. Tại chỗ này là cái nhà YouTube của mình nè, mình làm tới giờ mình chưa có làm nổi luôn đó, thật sự chuyến này là mình phải tác cạn để nhằm mục đích là mình đổ thêm cột nha, chứ còn có nước không thì khó đổ lắm. Còn này thì mình xuống mình phụ người ta nha, bên cạnh đó mình dậm đó một bình này cho cá nó ra chứ nó không làm gì chứ. Cái này bắt đâu đó nếu mà tác cạn luôn chắc cá hết một tuần mình mới làm nổi nha. Nói chung công việc này cũng đuối lắm nha anh em. Chiếc du thuyền YouTube của mình á, bữa nay chuyển qua lấy nó kéo cá nha. Thì cái ao này nó ở ngoài sông á, ở ngoài giữa nó cũng hơi cạn, hơi sâu nha, cho nên những anh em nào mà người ta đi giềng đáy á, là phải cầm cái cây đi mới tới nha. Thì cái này là vào buổi sáng nha cả nhà, thì nói chung là cũng hơi khá lạnh nha, mình cũng tranh thủ mình xuống phụ hù hợ với anh em chút xíu cho nó vui thôi, chứ chút mình lên mình là mình đứng mình coi không à. Còn này anh em ta chuyên nghiệp thì người ta kéo, còn mình thì không có chuyên nghiệp, mình đứng vòng vòng mình coi thôi. Nói chung cái nghề mà bà cậu này nè, nghề chăn nuôi cá rồi bán cá này nha, được đồng tiền cũng không phải dễ đâu nha cả nhà, cả một quá trình dài dặn á là mệt mỏi luôn, bắt cá cũng mệt mỏi nữa. Rồi cái này là cảm giác lúc mà kéo nó gần gần được, nó gom gom đây là gần gần vô bờ được rồi nè. Thật sự cái tay lưới này nó rất là rộng nha, đâu đó nó còn cỡ 70 mét,
Đó thì cái ao của mình đây là hỗn tạp hết trơn nha, tôm cá tép gì cũng có hết trơn nha, đặc biệt là tôm càng nha cả nhà. Đó, qua đây mình lụm tôm càng nè, ở dưới dục lên nó mới kéo siêu sơ có tôm càng nha. Tôm này hơi đóng gông chút xíu. Nói chung thì cũng nướng được. Đó, đầu đang kéo vô nè. Công nhận mấy ông này cũng lặn thục hay lắm nha cả nhà. Tôm á, ổng dục lên là dục qua cái tôm, nhưng mình không kéo dưới hầm cá, hầm cá này cho nó thật sự là mình chỉ thả cá dồ đếm với mấy con cá dồ một con số cá dồ thịt thôi nha, còn nhiều là những cái thứ khác là ở ngoài sông nó tự vô hết nha. Đó. Giờ đó mà bữa nay mình cũng thủ sẵn một cái ao nước ở trên bờ này để mình gọng tôm nha cả nhà, mình gọng tôm với gọng những cái con cá mà nó quý hiếm mình để mình ăn. Ở trong này chứ cũng không phải là 7 mét vuông đó, ngon lành luôn ha, trong này ấm cúng luôn á, lấy cái chuồng gà làm luôn cả nhà, cái gì tận dụng là được tận dụng hết nha. Thật sự cả nhà mình xem cái này là cũng không có ham bằng cái lúc mà kéo cá dồ mà dồ thịt đâu, kéo cá dồ thịt đó là nó dữ lắm, còn này nó hơi vừa vừa thôi nha. Tại vì lượng cá của mình chủ yếu là cá mè dinh thôi chứ không có, không phải là cá dồi thịt. Mà hôm nay thì tận dụng luôn nha, bán cho 2-3 mối. Mối nào mà thu cá lau kiến thì thu, rồi mối nào mà thu cá dồ thịt thì thu, rồi mối nào mà thu cá mè dinh làm giống thì thu nha. Cái này mình tận dụng mình bắt hết luôn mà. Tận này rút làm cái này ăn tết lớn luôn rồi cả nhà. Nói thằng tách lớn chứ không chơi làm gọi này là kiếm tiền thả giống lại, làm ao thả giống lại, làm nhà YouTube nha. Thôi tới lúc đó là mình ra ngoài là mình ở luôn nè, chăn nuôi gà rồi cho nó thoải mái luôn. Thì tới lúc này là mình chỉ ở trên bờ mình đứng mình coi thôi nha, thì mấy anh này dưới người ta lón vô nha, người ta lón cá vô cuối trong tới trong mé rồi đầu là người ta chuẩn bị, người ta sẽ bắt cá nha. Thì ở lúc này thật sự người ta kéo cái này lên chứ cũng được một mớ tôm nha. Nhưng mà cái khúc này thì tôm cũng chưa hổ nhiều lắm đâu. Đợi tới khi nào mà mình tát cạn cái kìa, lúc đó bắt mới đã nha. Bắt hồi nè. Thì cái công việc này cũng phải cần nhiều người lắm nha cả nhà. Thì cái này nha, mình cũng hy vọng cả nhà đón xem phần 2, phần 3 luôn nha. Tại vì nó có nhiều cái vấn đề thú vị trong này lắm. Tại vì mình không có thả cá, mà những cái gương mặt như là cái con cá dồ đếm với con cá dồ thường hoặc con cá mè dinh thì mình thấy thường quá ha. Tại mình cũng quen rồi. Đôi khi mình bắt được những cái con cá lạ lạ mà nó vô trong ao mình nào giờ không hay ha. Những cái đó nó mới thú vị nha. Mình nhìn mình thấy nó mới hấp dẫn. Nói chung cái ao mình thì cây cối dữ lắm nha. Mình nuôi cá dạng bán tự nhiên mà chà nhánh rồi kia là mình dục nhóc ở dưới chân. Thì cái ao này của mình cũng tiết lộ luôn nha, thì đâu đó khoảng mười mấy năm mà chưa có tát cạn cái ao này nha. Chỉ năm nào cũng vậy hết trơn, mình chỉ kéo cá bán gì là xong, kéo cá bán gì là xong nha, mà kéo là dễ gì hết được, nó sót tùm lum dưới á. Cho nên là lần này mình quyết tâm là mình ăn tết lớn với cái hầm này luôn, là mình tát cạn luôn. Thì tại sao có một số người có thể thắc mắc tại sao mà tát không cạn nha. Lý do thì nó quá sâu đi. Tại ngày xưa mình ông ba mình á là ông móc cái ao này quá sâu để nuôi cá dồ cho được nhiều á. Sáng cạp móc không đó. Mà cuối cùng thì sao? Quá trời sâu thì tát không nổi. Nó sâu, cái đáy nó sâu hơn ngoài sông mà. Cái đáy sông thì sâu rồi mà cái này nó sâu hơn ngoài mấy sông á. Thì mình vô mình dí cá nè, nó mình để mấy cái chà này xuống cho tôm nó đeo nha. Thì thử mình dụ vô hết trơn mà, cá gì mình cũng dụ vô ao mình hết. Rồi rồi cái con cá này nè, cái lưới mình ở đây mình đi, nó cũng chui vô dính được nó chết luôn à. Cá vô đếm này cả nhà, con này cũng cỡ đâu đó cũng cỡ ký mấy, gần 2 ký, gần 2 ký thôi chứ không lớn lắm à.
cái công việc này khúc này nè mới thú vị nè, nhìn nó mới hấp dẫn, cá gần bắt lên rồi nghe cả nhà. Thì cái giai đoạn này nè là người ta dèo, người ta kéo cá lại nha, mấy con cá nó cũng đờ chứ nó cũng khờ hết trơn, lúc đầu đụng cái nó nhảy dữ lắm, nhảy giờ nó nhảy đuối vậy, nó hết nhảy nổi rồi. Thật sự thì người ta làm cũng không nhanh lắm đó nha, cho nên là mình quay mình có tua lại cho tua cho nó nhanh nhanh để rút ngắn video cả nhà đó. Thì hy vọng cả nhà mình xem video vui vẻ nha, thì cùng chia sẻ cái cảm giác vui sướng của Hải khi mà bắt được những con cá lạ ở ngoài ao vô nha. Ở ngoài sông nó vô ao mình chứ. Thì cái đoạn đầu video nha, thì hôm nay mình bắt được cũng được mấy con cá hô nha, nhưng mà lúc con cá hô bự nhất á, thì lúc đó mình không có quay kịp cho nên mình thả vô luôn nè. Còn dính con cá hô nhỏ thì đâu khoảng cân là mình khoảng 7 kg mấy, gần 8 kg, còn bự thì 10 mấy kg nha. Thì thật sự cá hô là mình không có thả con nào vô luôn, mà ngoài sông nó vô thôi nghe cả nhà. Mà nó vô mình nghĩ chắc cũng mấy năm rồi đó, cho nó mới được bự như nghe. Thì mấy ông nội này ông đứng nhiều quá chìm mẹ xuồng tôi rồi, chiếc du thuyền của tôi mà chìm đó. Này cá nó dí lại đây cái nó nặng, cái đầu nó thêm mấy ông đứng nữa chìm luôn. Cái này vô tới mé rồi nha, cho mé bờ thì nó cạn vậy thôi, chứ ngoài chịch ra cái cấp nó chút xíu là nó hút cầu. Tại cái này là mình nuôi là cá mày dinh bán tự nhiên nên cái số lượng mình thấy nó không có dữ dằn bằng cái những cái ao mà người ta nuôi thịt đâu. Người ta nuôi thịt nó lón vô gì là cá nó kẹo luôn đó. Còn cá của mình ở đây là cũng vừa phải thôi nha, chủ yếu là bắt cá mày dinh để bán. Rồi tới đây thì Hải xin tạm biệt cả nhà nha, Hải tập trung vô mình công việc nha. Hy vọng cả nhà mình đón xem phần 2 nha, coi có gì thú vị nha.